tâm luôn tâm về nước này còn rồng nữa không bóng? Này mới bắt đầu hả? Văng lưới bên đây hả? Sẵn vừa văng lưới mà vừa bắt ốc. Chỗ này lỡ vô cũng dữ. Giờ đi ra canh cá ra. Ra sao không? Dằn tay lưới nhỏ nhỏ chơi sẵn tiện đi gót ốc thì dằn lưới hay thôi. Tay này chắc tay này bao nhiêu mét? 4. Đi xuống tới chùa hay qua khỏi kinh này xíu mà. Cái chùa chứ phải 100+ ha. Đi kiếm mấy con rô phi. Này lưới đồng tông hả? Đồng tông. Cá à, không à. Cái dù lên đây ở dưới. Cá cày hôm qua là ông lứ hay là ông câu ạ? À? Cá chắc cũng phải 4 kg hả? Cái gì kìa? Chùa xong thì xà lan đi nhiều quá. Cô bò lên một tô nước.
lưới xong rồi những lưới mình bao quanh cái miệng đập này, miệng kênh này nha. Đập rồi giờ mình xuống bắt ốc. Được cái đầu kiến nữa hả? Vậy nằm nó luôn hả? Gỡ lưới, gỡ lưới liền luôn. Lưới vừa mới văng rồi mở hàng được mấy con lòng tông liền. Đâu đâu có lòng tông đâu. Gỡ ra chưa? Chưa. Để trong luôn hả? Đây là cái miệng kinh đi vô trong ruộng, dẫn nước vô trong ruộng. Này mốt gạo hả? Gạo. Trời, bây giờ là 2 giờ mà trời mát quá mát. Nước đục quá không gắn cái cam đeo, cam hành trình vô đeo đầu xuống bạn cho các bạn xem. Nước đục quá này xuống cũng không thấy được gì. Tầm cái này chắc tầm có 2 tháng rồi nước cong lại. Cứ dứt mưa là trời, sao mùa như mấy ngày này mà còn mưa quá. Qua đi được mấy ký? Chết hả? Đúng rồi. Sâu quá sâu. Đúng.
đi nhiều dữ vậy hả? Mình đã tới rồi, nước đang gặp chảy ra. Màu vỏ nó láng láng đẹp chưa? Ốc gạo. Ốc gạo chỗ này nhiều lắm. Ốc gạo xong. Rồi, giờ mình tiếp. Dẹp lục bình hả? Cũng được mớ rồi. Bây giờ dọn lát đỡ cực. Gỡ gỡ lưới đỡ phải gỡ gỡ cá thôi chứ đừng đỡ phải gỡ rác. Về vũ lẹ lắm, về để cho nó khô quá. Ừ. Giờ gỡ trời đất biết chừng nào mới xong. Nó đằng kia có mấy con nữa đó, quá trời. Đang lũi vô sâu quá giờ rút ra không được nè. Lũi vô sâu quá. Cái hồng. Nước giữ trong lại nữa ha. À, nó chết. Đâu nó dính. Đằng nào cũng phải nhảy xuống thôi. Bến này câu có không? Nay hút hả? Bữa nào xuống câu thử. Cột cho à. Ủa không bà bỏ ao xuống hả? Bể lục bình kìa. Lặn sâu quá còn chìm. Khổ lắm.
giờ kéo lưới lên. Ủa, bên kia đang mưa. Trời ơi. Tới rồi, mưa là mưa. Hồi nãy dính vô giờ nó xảy ra hết rồi. Trâu dữ. Cái lỗ bự dữ. Dính một con cá lau kiến. Ủa mấy con lồng tông nãy đây đâu rồi? Giờ cuốn lên mới có gỡ hay sao? Lồng tông. Ủa, con này nó nằm trên lưới luôn nè. Được mớ lồng tông. Cá chốt hay gì á? Ủa lồng tông luôn hả? Nữa. Rồi rồi, đây cả đây, đi 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 đi. Tao lắc đây không. Dạ, yeah, yeah. Dính lưới luôn. Nó. Cái bóng. Đó. Đã chưa? Chờ đồ mối lên cân ha. Cá sơn nữa gì á? Đi ngược tới vô rồi. Cá này hành tinh hết rồi. Có còn gì nữa kìa, cá sát á. Lẹp ha. Nhá cho tức chơi vậy thôi. Cái sơn, cái bóng, cái lẹp. Được con cá lau kiến. Gài, quăng vô trong luôn. Có hộp cơm nữa. Nó con nữa kìa, con có lẹp nữa kìa, chui góc nằm. Này, quay quay qua đây, qua đây.
Ừ, sắp gỡ được vốn cái lưới rồi. Gỡ tiền à. Nãy dậm cái lưới hả? Mưa luôn rồi. Giờ cuộn lưới về. Về nhà gỡ ha, gỡ trên đây gỡ luôn. Hả? Về gà cái bên nè, về gỡ để mưa nữa. Làm một nồi. Văng hết đầu này quay đầu kia là dở thấy con rồi đó. Bye bye chơi thôi. Trời đang mưa lớn quá. Bây giờ mới có khoảng 3 giờ mà trời chuyển âm u tới hôi. Chỗ như này nhiều ốc hơn cái bãi trên kia. Nó cũng đâu em mò ốc dính được con cá. Cái gì hả? Cái gì hả? Cá bóng luôn. Đâu đâu rồi, cá bóng rồi, cá bóng. Mò ốc dính được con cá bóng. Sâu quá. Gần đây sâu quá. Con ốc bò trên cái gốc cây luôn nè.
gạo bò lên cây luôn. Tôm luôn, tôm luôn. Tôm về, tôm về. Đó, nhỏ, dài. Có trọng không anh? Chạy mất luôn hả? Nhỏ một xíu à. Sau con tôm này kiếm thêm con nữa. Kê nhìn ngon ghê mà. Ngon có kìa. Đi hả? Cái con đó đi hả? Vừa ngồi lên cái đi luôn.